chào mọi người. Thì công việc của mình thì phải xử khá nhiều biến tần hàng ngày, và nhiều nhất trong số đấy thì là những cái biến tần của xưa. Tại vì là mình có hợp tác với một cái shop chuyên bán cái kích điện xưa này ấy. Nên là mình sửa biến tần của xưa khá là nhiều. Trong đó thì có nhiều cái biến tần mà nó cháy rất là kinh khủng như này. Đấy. Và nếu mà nó cháy như thế này thì chắc chắn là cái bo điều khiển của nó là cũng đã hy sinh rồi. Những cái trường hợp như thế thì rất là khó để xử lý. Tất nhiên là chúng ta có thể độ những cái bo điều khiển, ví dụ như là bo ES002 vào. Tuy nhiên thì cái bo đó thì nó sẽ không có được cái chức năng đầy đủ như là cái bo zin nguyên gốc. Và do đó thì mình đã phát triển một cái bo để thay thế cho cái bo của cái biến tần xưa này. Đây là cái bo mình làm thủ công ở trên cái phíp đồng này, có cách ly TLP 250. Đó. Và đây là cái bản chuẩn, thì kích thước của nó cũng sẽ tương đương với lại cái bo của kích điện xưa. Mình đặt mạch in ở trên GNC PCB, giá rất là rẻ thôi, chỉ khoảng hơn 2 đô cho 10 cái bo như thế này, rất là rẻ. Mình có chia sẻ file ở bên dưới, thì bạn nào thích thì cũng có thể đặt, cũng có thể đặt làm theo. Cái bo này thì nó có chức năng là hoàn toàn tương thích với lại cái bo xưa cũ nhé. Mình đã phát triển cái bo này có chức năng hoàn toàn tương đương, thậm chí nó còn có thêm chức năng khác nữa. Đấy, các bạn có thể thấy ở đây là cái mạch in hai lớp rất là đẹp, nhỏ gọn nữa. You can buy all the components for the project from UT Source. Đây là cái hộp đựng linh kiện dán của mình này, rất là tiện luôn. Mình có để cái link này bên dưới đấy, nếu mà bạn nào mà làm nhiều linh kiện dán thì có thể làm vài hộp như thế mà về mà dùng ấy. Dùng rất là tiện. Thì đây là cái phiên bản thử nghiệm ấy, nên là mình cũng không có làm sen siêu, nên là phải hàn thủ công như này. Sau này thì có thể thuê gia công máy tự động hoặc là tự kéo chì thì nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều, là phải hàn thủ công như thế này. Hàn thủ công này nó vừa mất thời gian mà nó lại cái mối hàn nó cũng không đẹp nữa. Đấy, mình cũng đặt thử có 10 PCB thôi, vì sợ không biết là nó có chạy không ấy, nên là mới đặt thử có 10 bo thôi. Thế chịu khó phải hàn thủ công nữa. Cái thành phần rất là quan trọng ở đây là cái con TLP250 này, thì là chúng ta sẽ phải sử dụng cái linh kiện chính hãng. Mình thì thường là mua hàng tháo máy đấy. Mình cứ mua cái hàng tháo máy này, mình tháo ra mình dùng thôi, dùng rất là trâu bò và rất là khó chết nhá. Có chập chết IGBT thì con TLP này mình thấy nó vẫn sống nhăn răng, là không chết gì cả đấy, rất là trâu. Hàng chính hãng của Toshiba. Còn mua hàng tàu thì mình không dùng, nó cũng chẳng rẻ ăn bao nhiêu đâu, mà dùng nó chất lượng nó không thể bằng được. Và đây là cái bo hoàn chỉnh này, đấy, có đầy đủ chức năng bảo vệ cũng như là tương thích 100% với lại cái bo của xưa luôn. Cái chiếc áp kia là để chỉnh bảo vệ quá tải nhá, còn đằng sau của nó là con pick 16F88. Đấy. Có cái răm ở bên dưới là để chúng ta có thể chọn được cái tần số cũng như là chọn cái khởi động mềm. Thì trên cái bo nguyên gốc thì nó không có, thì mình đã thêm cái chức năng này. Nếu bạn nào thích chạy 60Hz thì có thể chạy 60Hz, hoặc là thích bật tắt khởi động mềm là cũng có thể bật tắt. Thì mình sẽ test với một cái bo test như thế này thôi. Đấy. Tại vì là cái kích xua kia là chưa sửa xong, nên là mình chưa thể test được với cái bo này. Kích xua cháy kìa.
Thì cái này có áp vào là 50V này. Đấy, đang sử dụng áp 50V. Cái bo bên dưới là cái bo hạ áp từ 50 xuống 12. Đấy, mình sẽ test thử nhá. Mình đang để cái chế độ 60Hz, 220V và 60Hz. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Tần số này, điện áp này 5960 ấy. Nó là 60 đấy nhưng mà chuẩn 60, nhưng cái đồng hồ cái oscillo này nó đo nó không được chính xác cho lắm. Dạng sóng là sóng sin chuẩn. Đấy. Đang ở chế độ 60Hz và có khởi động mềm. Khởi động mềm trong khoảng 2 giây, nó sẽ ngắn hơn là của EGS002. EGS002 thì cái tốc độ khởi động mềm của nó hơi hơi dài quá. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ ra, mình sẽ đổi cái dăm đi cho nó chạy 50Hz. Chúng ta chỉ cần nhả cái dăm cũ ra thôi và chúng ta sẽ thay bằng cái hàn cái dăm bên dưới. Rồi cắm lại nha. Đấy, các bạn có thấy là nó đã chuyển về 50Hz rồi. Chúng ta có thể lựa chọn 50 hoặc 60, đấy, tùy ý chúng ta thôi. Mình cũng có đính kèm link Shopee nhá. Bạn nào cần thì vọc vạch thì cũng có thể lấy về nghịch. Mình cũng có chỉ demo có 10 bo thôi. Thì với cái này thì chúng ta sẽ sửa chữa, nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Bye bye.